Khoan, trước khi bắt đầu video này thì mình có một thông báo quan trọng, đó là Coi68 TV đang tổ chức cuộc thi Trader Kể Chuyện. Trong cuộc thi này thì các bạn có thể chia sẻ hành trình và kinh nghiệm của mình trong thị trường crypto, cũng như là nhận được giải thưởng lên đến 1.500 đô lận đó. Vậy thì chi tiết cuộc thi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cũng như là pin comment của video này. Các bạn nhớ đón xem và theo dõi cuộc thi nha. Thank you. Topic sẽ là về tâm lý chiến trong thị trường crypto. Tâm lý chiến là gì thì chắc là lát nữa mình sẽ nói sâu hơn về topic này. Bây giờ mình sẽ để Zen và anh Thiện chào mọi người một cái nha. Ok, xin chào mọi người. Mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trader Việt Nam. Cảm ơn Jenny cũng như là cảm ơn Zen đã mời tham gia buổi live hôm nay. Hy vọng là sẽ chia sẻ nhiều kiến thức hay cũng như là giao lưu được với cộng đồng bên Coi68 và Kairos. Ok, xin chào mọi người ha. Chắc là hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu một chút. Tại vì bình thường live thì chắc là có anh em bên Coi68 xem thôi. Nhưng mà hôm nay live được chia sẻ bên cộng đồng của Trader Việt Nam nữa, thì chắc là sẽ có một vài anh em chỉ biết đến mình. Thì mình là Zen, co-founder của Kairos Ventures và Coi68. Thì hôm nay rất là vui được giao lưu với mọi người. Hy vọng là mình có thể chia sẻ cho mọi người được một chút gì đấy bổ ích trong cái hành trình đầu tư của mọi người ha. Cho Jenny hỏi thêm một chút về biến động của Bitcoin trong thời gian vừa qua. Bởi vì mọi người cũng đã biết là sau khi mà một thời gian khá là dài, khi mà Bit dìm quanh ở mức là 41.000, mãi không ngóc đầu lên nổi mức 50, thì vừa rồi là Bit đã bay thẳng một phát lên 55.555 đô là năm sau năm. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều người nhận định là giá Bit vẫn sẽ còn một cú điều chỉnh nữa để có thể tăng đến ETH trong năm nay. Thì không biết là anh Thị và Zen có nhận định như thế nào về giá Bit? Bởi vì giá Bit thì mọi người hỏi rất là nhiều. Hỏi Thiện à, thì tính ra thì thời điểm mà Bit trước đó lúc mà nó rớt về 29.000 đến 32.000 thì mình là người gần như là người đầu tiên ở Việt Nam hô hào anh em mua, nhưng thời điểm đấy rất ít người dám mua. Mình đánh giá theo chiều dài thì nó tăng nên là cho anh em mua. Còn đợt từ sau này khi mà đoạn nó tăng này thì nó hơi thật sự là nó quá bất ngờ. Nhất là cái đoạn từ vùng mà 40 đến 42.000 gần đây nhất bay thẳng lên 50 mấy ngàn này. Đó là cái điều mình không ngờ tới luôn, mình không nghĩ nó bay cao như vậy. Nhưng mà sau khi mà biết được cái thông tin ngày hôm qua, cái thông tin có 1,6 tỷ đô la bơm vào mua thẳng Bitcoin, thì cảm thấy cái thông tin đấy nó hợp thức quá cho cái việc nó bay như vậy. Và theo chiều hướng dài hạn thì mình nghĩ nó còn tăng tiếp được, nhưng mà mình vẫn cảm thấy hơi run vì hiện tại đang là tháng 10. Thường thì chu kỳ tháng 10 lúc nào nó cũng sẽ hơi xấu một tí, thì tháng cuối năm là tháng 12 hoặc tháng 11 nó sẽ đẹp hơn. Bản thân mình thì nó nói về cái độ sát với thị trường như anh Thiện thì chắc là không có. Tại vì mình thì ít gọi là follow, như mình có nói là ít follow thị trường theo khung ngày. Bản thân mình thì cũng khá là bận so với cái việc là đầu tư của Kairos cũng như là một vài cái dự án xung quanh cái hệ sinh thái của nó. Cho nên là mình thì bây giờ từ lâu rồi mình không có trade, mình chỉ hold thôi. Và hold thì mình thường là sẽ phân tích cơ bản nhiều hơn. Ví dụ như là mình sẽ mình thì với vai trò là một quỹ đầu tư thì mình sẽ có network, cũng như mình có thể nói chuyện được với những bên mà gọi là nói chuyện được trực tiếp với dự án, thì mình có một cái feel, một cái cảm nhận của riêng mình, của cái đánh giá của riêng mình về team dự án, thì có thể là may mắn hơn là có được những cái sự phân tích riêng cũng như là nó sát hơn với so với mọi người. Thì chính vì thế là mình hay hold lâu, và mình cầm coi xong rồi mình kiểu như hôm qua Bit nó tăng lên từ 49 lên 54k 55k, thì mình cũng không biết luôn á. Xong lúc sau mình mới mở ra, mình mới nói chung là rất là bất ngờ. Thì so với năm 2017 thì 2021 là một cái năm nó, thì mặc dù thị trường crypto nó lên nhưng mà nó rất khác so với 2017, đó là cái nền tảng của thị trường á, nó cái cấu trúc thị trường nó không còn như ngày xưa nữa. Cái cấu trúc dòng vốn cũng như là từ cái con người cho đến công nghệ này kia, nó đã lên một cái tầng mới rất là khác với 2017 rồi. Và mọi người có thể thấy là 2017 thì người ta nói đến cái câu chuyện là dự án này bơm coin lên thì ít được bao nhiêu, và kiểu nói chung là dự án, khi mà team họ làm dự án á, thì họ hay tính cái đường là làm sao để bán cái token của chính họ ra để họ thoát, để họ exit. Nhưng mà năm 2021 á, là những cái team đội ngũ họ không có nghĩ đến cái đường exit đó, mà họ nghĩ tới cái việc là làm thế nào để cái dự án của họ tạo ra lợi nhuận thực tế mà họ không cần phải bán token của họ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Thì ví dụ như mọi người thấy là Axie,
Axie thì nó tạo ra rất là nhiều lợi nhuận từ cái việc là cái NFT marketplace của nó nè, cũng như là những cái phần về pre-building của nó nè. Bây giờ cái ví treasury của nó là đến 1 tỷ đô rồi, và cũng như là những cái dự án DeFi như là CRV hay là Aave này kia, thì nó cũng là đa phần là lợi nhuận đến từ cái volume, cái hoạt động giao dịch cũng như là các hoạt động DeFi trên nền tảng của nó, và tụi nó lấy cái đó là tính là cái tiền nó sẽ đi ngược về trong cái treasury của tụi nó. Tụi nó không có cần care nhiều đến cái giá token này kia, và tụi nó có thể không cần nghĩ đến cái việc là bán token để kiếm lời. Cho nên là mình nói như thế có nghĩa là thị trường 2021 rất khác 2017. Chính vì thế là mình cũng không lo lắng đến cái việc là nó sẽ kiểu crash như 2017, kiểu như là kiểu từ 20.000 lên kiểu xuống 10.000 rồi xuống 3.000 như thế. Mình không quá lo lắng về chuyện đó. Cho nên mình thì quan điểm là như vậy. Lúc nãy thì anh Thiện với Zen có nói về sự di chuyển của dòng tiền và một số vốn rất là lớn để đổ vào thị trường ấy, thì câu hỏi đặt ra tức là nó vẫn đang lưng chừng. Ok, đặc biệt là dòng vốn đổ vào thị trường, dòng tiền sẽ có chu kỳ di chuyển rồi, nhưng mà quan trọng câu hỏi đây là dòng tiền sẽ di chuyển về đâu và chúng ta nên chú ý đến những dự án nào. Ví dụ như hiện tại bây giờ đang là trend của NFT, nhất là về gaming NFT, thì không biết là quan điểm của mọi người về cái gọi là những dự án như thế nào thì sẽ nên chú ý trong thời gian tới, sẽ là layer 2 hay là DeFi hay là những dự án như thế nào? Zen chia sẻ trước ha. Mình thì mình cứ nhường anh Thiện, tại hôm nay anh Thiện là khách và anh Thiện cứ bảo mình nói trước. Mình thì thật ra mình nghĩ là tất cả những mọi thứ trong mạng crypto bây giờ nó còn sớm lắm. Từ game cho đến DeFi cho đến các cái mạng như là Layer 2 hay là thậm chí là các cái blockchain nền tảng, mọi thứ nó còn rất là sớm. Và khi mà thực ra khi dòng tiền đổ vào thì nó sẽ không đổ lần lượt đâu. Mình không nghĩ nó sẽ đổ lần lượt từ nơi này sang nơi khác, hoặc là nó chỉ đổ vào một cái và cái khác nó không nhận được. Tại vì tất cả những thứ nó đang, ví dụ như về game hay là về Layer 2 hay là coin nền tảng hay là DeFi, tất cả nó là những cái thành phần của một hệ sinh thái lớn, chứ tụi nó không có cái vai trò là cạnh tranh nhau hay là thay thế nhau. Cho nên là nó sẽ tùy theo quan điểm của từng người. Ví dụ như có người thì họ sẽ into cái game hơn chút. Ví dụ như bản thân mình thì mình sẽ thích đầu tư game hơn, hoặc là mình thích đầu tư những dự án Ethereum, những dự án DeFi trên Ethereum hơn. Mình chưa có cảm thấy hứng thú với những dự án DeFi trên những hệ sinh thái mới như là Phantom hay là Solana hay là Avalanche. Nhưng mà đối với những người khác thì họ cảm thấy rằng là cái hệ sinh thái Ethereum nó đã quá già rồi, và họ sẽ đầu tư vào những hệ sinh thái nó mới hơn. Thì trong cái thị trường luôn luôn có những người họ có những cái quan điểm khác nhau, và nó không bao giờ nó trùng nhau hết, và nó luôn conflict với nhau. Và chính vì thế là nó mới tạo nên một cái thị trường, và dòng tiền cũng thế thôi, nó cũng sẽ chỉ phân phối ra nhiều mảng khác nhau trong cái thị trường crypto và blockchain nói chung, chứ sẽ không đi từ cái này qua cái kia. Còn nếu mà nói chung chung về những nói chung chung về dòng tiền từ các cái coin về tính theo cap á, thì chắc mọi người cũng hiểu, là chắc mọi người cũng nghe khá là nhiều cái lời chia sẻ kinh nghiệm của những cái người mà đã đến từ cái mùa trước, đó là thường thường thì coin nó sẽ tiền nó sẽ vào bid trước. Ví dụ như là các cái quỹ đầu tư họ vào trong thị trường crypto, ví dụ những cái bên mà quỹ đầu tư truyền thống họ có rất là nhiều tiền. Cái lý do họ chưa vào thị trường crypto so far là lý do là tại vì đơn giản là thanh khoản nó không đủ cho họ thôi. Và bây giờ thì họ cảm thấy rằng là đó là cái thời điểm thích hợp. 2021 thanh khoản của thị trường crypto nó đã to hơn 2017 rất là nhiều rồi. Họ cũng có thể bắt đầu họ vào được rồi. Mà khi họ vào thì họ sẽ chọn những cái option an toàn trước, đó là BIT với BTC với ETH, là những cái đồng coin lớn, có thể là cái gọi là cái biến động nó ít hơn, cái khả năng ít tài khoản nó không có nhiều bằng những cái coin nhỏ. Nhưng mà đối với quỹ đầu tư, với những cái bên mà có nhiều tiền, thì họ sẽ tìm đến những cái đồng coin có thanh khoản rộng lớn giống như là BTC và ETH trước. Và tiếp theo họ khi họ tính đến sau BTC ETH sẽ là gì, chắc chắn là những cái coin top có cái nguồn thanh khoản cũng cao không kém. Thì từ coin top, từ Bitcoin ETH cho đến các cái coin top khác, thì sau đó mới đến các mid cap và những cái coin gọi là low cap mà hay gọi là shitcoin á. Thì thường là thị trường nó sẽ đi theo cái dòng chảy như vậy. Nhưng mà mình cũng không nghĩ rằng là mọi người quá áp lực cái chuyện thị trường nó sẽ đi theo dòng như thế nào. Tại vì mình không nghĩ rằng ai đó có thể đón được dòng tiền, kiểu xoay chuyển được dòng tiền nó mượt mà nó tận dụng hết tất cả mọi
trend trên thị trường hết á. Ai cũng sẽ có ăn đúng cái mâm của mình mà ra thôi, chứ không có ai ăn hết được tất cả các mâm trong cái bữa tiệc đâu. Cho nên là mặc dù biết rằng là mình có thể hiểu được cái dòng tiền nó đi như vậy, nhưng mà cũng không nên quá áp lực cái chuyện là dòng tiền nó sẽ đi vào đâu trước, mà mình nhảy qua nhảy lại là nhiều khi không được cái gì hết nha. Trước khi anh Thiện chia sẻ thì không biết là các bạn có thắc mắc về gọi là portfolio cũng như là khẩu vị đầu tư của Zen và anh Thiện không ta? Nếu như mà các bạn nhiều người thắc mắc thì lát nữa trên thì sẽ hỏi câu đấy ha. Bạn nào mà muốn biết thêm về khẩu vị đầu tư cũng như là hiện tại ví dụ Zen, anh Thiện đang hold con gì ấy thì mọi người comment số 1 giúp trên thì một cái ha. Rồi, em mời anh Thiện chia sẻ ha. Thật ra thì Zen nói hết rồi còn đâu mà nói. Nhưng mà mình sẽ bổ sung thôi nha. Thật ra thì chúng ta sẽ nhìn nhận hai vấn đề. Đầu tiên là những người vốn lớn và những người vốn nhỏ vốn vừa thì khác nhau nha. Vì từ cái việc mà các bạn có bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ quyết định khác. Ví dụ như người có một vài triệu đô hoặc là vài chục triệu đô hoặc là nhiều hơn thì thường người ta ưu tiên cái sự an toàn trước rồi mới đến lợi nhuận. Còn cái người mà vốn nhỏ thì người ta ưu tiên cái việc lợi nhuận trước rồi sau đấy mới an toàn sau. Vì hai cái kiểu người có số vốn khác nhau, người ta sẽ áp đặt việc là người ta sẽ đánh như nào và chơi như nào khác. Quỹ đầu tư thì người ta sẽ quan trọng vấn đề an toàn hơn, cho nên đó lý do vì sao mà dòng vốn lúc nào nó cũng sẽ đổ về các cái dạng như là top coin hoặc là bitcoin. Vì đó không chỉ hẳn là vì thanh khoản lớn mà nó là cái sự an toàn và sự ổn định. Đó, người ta cần cái sự ổn định tăng trưởng thì người ta mới nhảy vào, người ta mua số tiền lớn. Đó lý do vì sao mà tất cả khi bắt đầu có dòng vốn lớn các quỹ đầu tư đổ vào, nó lúc nào nó sẽ đổ theo cái dòng chảy là đổ từ bitcoin đổ sang top coin mới sang đổ sang hệ sinh thái từ bước một nha. Đó kiểu như vậy. Còn nhưng mà đối với những người nhà đầu tư nhỏ lẻ thì người ta lại ưu tiên những cái sự mới nổi thì người ta lại thích vào những cái gì đó mà nó lại mới hot lên. Ví dụ như các bạn sẽ thích về hệ Solana hoặc là hệ Near hoặc là hệ Avax rồi là Luna các kiểu đấy. Đó lý do vì sao mà những cái nhà đầu tư thì người ta lại thích cái sự mới mẻ và bắt đầu ít quan tâm đến sự an toàn hơn, vì họ đã quen thuộc trong này rồi. Còn những người cực kỳ ít vốn, nghĩa là nhỏ vốn dưới 50.000 hoặc 1 tỷ thôi, nghĩa là so ở trong thị trường nó vẫn nhỏ, thì các bạn lại thiên về những việc làm sao cho nhân tài khoản nhanh nhất. Đó lý do vì sao các bạn lại đam mê những cái gì low cap, hoặc là các bạn nghe những cái vụ các coin meme này kia, các bạn sẵn sàng bỏ 5-70.000 đô, 30.000 đô đập những con meme như vậy. Đó vì các bạn không nhìn thấy rủi ro, hoặc các bạn nhìn thấy cái lợi nhuận cao hơn cái việc là rủi ro, các bạn chấp nhận mất để ăn được cái phần đấy. Đó là cái dòng chảy, nó chảy như loạn xì ngầu trong đấy, chứ không hẳn lúc nào nó cũng sẽ chảy ở bên trên xuống dưới dưới lên trên. Nên nếu như anh em hiện tại đang xem live ở đây mà các bạn đang nằm ở cái vấn đề là vốn lớn thì các bạn nên thiên hướng về cái hướng về an toàn nhiều hơn. Vì theo chiều dài thời gian thì những cái con an toàn nó cũng x3, x5, x7 thì cũng nó sẽ hơn đi ôm đất. Còn nếu các bạn vốn nhỏ thì để mà giàu nhanh thì các bạn mà nhảy đi ôm Bitcoin thì nó là một cái sự nó hơi hụt hẫng. Thì các bạn nên dành thời gian đọc nhiều lên, thì có những con nó cũng sẽ khả năng rất là tốt, tăng rất là nhiều. Mình vốn nhỏ, mình có cái lợi thế là mình nhảy nhanh, mình ôm được nhanh, đúng không? Thì chúng ta cứ tìm mấy cái con hệ sinh thái mới nổi. Vì mình thì mình có một quan điểm nhỏ nhỏ này, giống như Zen nói thì là tiền thì thường người ta hay đổ về Ethereum, đúng không? Vì sao? Vì Ethereum nó mạnh rồi và nó lớn rồi. Đó, vì người ta này dòng vốn thì nó sẽ đổ thẳng vào đấy. Vốn là vốn lớn nha, không phải là vốn người chơi mà là vốn các quỹ đầu tư đổ về đấy. Nhưng mà chúng ta người chơi mà chúng ta đi đổ theo họ thì rất là lâu. Vì các bạn thấy, ví dụ như họ đầu tư Bitcoin đến tận mấy năm thì mới được khoảng x3, x4 trong cái năm, đúng không? Từ năm ngoái đến giờ. Còn đầu tư Ethereum mới x3, x4 là mà người ta cảm thấy đó đủ rồi. Nhưng đối với các bạn thì không đủ, các bạn sẽ cảm thấy không đủ. Cho nên là các bạn cần phải để ý một chút là các cái mô hình thì nó sẽ copy nhau. Ví dụ như là bên Ethereum có con gì thì bên Solana sẽ bắt đầu có copy sang, rồi Near nó cũng copy sang, rồi các hệ sinh thái sẽ copy sang. Khi mà nó bắt đầu copy sang thì sẽ có những con trụ cột ở trong hệ sinh thái đó. Thì lúc mới đầu mà nếu các bạn mua được IDO của nó hoặc là mua được giá pre-sale thì quá ngon, còn không thì vừa lít sàn mà giá hơi thấp thì các bạn mua cũng được. Vì theo chiều dài thời gian thì tụi nó sẽ ít tối thiểu min được 2-30 lần thì các bạn nhân tài khoản nhanh hơn. Nên nhớ nha, ôm trụ cột chứ không ôm Brack nha, ôm Brack nguy hiểm lắm. Jenny có một câu hỏi dành riêng cho anh Thiện và cộng đồng TradeCoin Việt Nam. Đó là thị trường thì chỉ mới sôi động lại khoảng vài tháng gần đây thôi, nhất là khi mà chịu một cú crash rất là bự hồi tháng 5 vừa rồi khi mà bit tụt một cây luôn. Nhưng mà Jenny thấy ở cộng đồng TradeCoin Việt Nam ấy thì các anh vẫn cứ là động viên cộng đồng kiên nhẫn, bình tĩnh. Thì anh Thiện có thể chia sẻ thêm về cái tâm lý nhà đầu tư trong khi thị trường tâm lý nhà đầu tư cần có để có thể tồn tại lâu dài trong thị trường này được không? Khi đó là Jenny nghĩ là một cái rất là khó luôn á. Nói về tâm lý đầu tư
Nói về tâm lý đầu tư, thật sự là mình phải trải qua rất nhiều vấp ngã, đau thương thì mới có được kinh nghiệm. Sau đấy mình mới là người đứng ra chia sẻ với anh em. Thật ra từ thời điểm mà lúc mà biết rớt từ trên cao 64.000 rớt về 30.000, 29.000 từ đầu mình nói rồi đấy, thì gần như cả cái Việt Nam hiếm người nào mà dám hô mọi người vào mua, vì ai cũng dự đoán biết được rất rất sâu. Thời điểm lúc biết 32 đến 29.000 mình là cái người mà thường xuyên livestream nhắc mọi người hô và bình tĩnh, trong khi tài khoản mình đang chia hai nhưng mình vẫn khuyên mọi người là bình tĩnh và hô. Cuối cùng thời điểm đến tận bây giờ thì mọi người đã có quả ngọt rồi và đều đã lời được rất là cao rồi, đều được ích tài khoản. Thì cái khó ở đây là những người mới, họ bây giờ chúng ta có nhắc hay là có khuyên ấy, thì cũng không thể nào mà nắm bắt ngay được, giống như kiểu là họ cần phải trải nghiệm, đó là bài học của họ. Mình chỉ là người đi trước thì có thể dìu dắt và quản lý tâm lý cho người ta mà thôi. Nhưng mà ở trong cái vấn đề về đầu tư á, thì nên đi theo một hướng rõ ràng. Mình có thể vẽ lộ trình cho các bạn nhìn thấy một cái chiều tâm lý rõ ràng như này này. Tâm lý các bạn biến thiên ấy, là do các bạn bị cái thử nhất thời, là bị cái thử nhất thời hiện tại nó sẽ tác động vào các bạn. Tin tức xấu này, hình ảnh xấu, rồi thông tin bạn bè chia sẻ xấu, rồi tất cả mọi thứ nó tác động vào một lúc, dần làm cho các bạn cảm thấy gục ngã và cảm thấy mất niềm tin. Thì cái việc thời điểm đấy các bạn sẽ bị như vậy là nếu như bạn không có chuẩn bị rõ ràng về kế hoạch và lộ trình rõ ràng ấy, thì bạn sẽ bị cuốn theo. Vì sao cái thời điểm mà lúc mà biết về vùng 30-29.000 mình lại dán tự tin mình live cho mình share mọi người đến hâu? Đó là vì trong cái phân tích dài hạn của mình ấy, đó là cuối năm mà sang năm biết tăng rất là mạnh và thị trường nó đều tăng rất là mạnh. Vì mình đã phân tích chung rồi, mình đã phân tích chung về cái việc từ cái việc là dịch cho đến cái việc là dòng vốn chảy về đâu, về nó bị lạm phát, tiền nó đổ về chỗ nào. Mình đã phân tích hết rồi, mình đã dự đoán, và sau đấy thì mình có thêm một số thông tin tốt nữa. Ví dụ như là các quốc gia người ta hợp pháp hóa cho việc Bitcoin, đó là một con đường mở rộng rất là lớn, từ giống như đường làng bây giờ nó mở ra như đường cao tốc rồi. Xong đấy thì các quỹ đầu tư nổi tiếng, rồi là các tổ chức lớn người ta đầu tư vào, rồi bắt đầu các cái tổ chức chuyên nghiệp người ta cũng bắt đầu làm dự án, thì nó thể hiện cho con đường này không chỉ là một đường một làn nữa mà nó đa làn luôn. Và khi mà nó mở rộng như vậy thì chúng ta lại so sánh tiếp theo nữa là cái tổng quan giữa thị trường crypto và so với chứng khoán, so với vàng, so với bất động sản thì của chúng ta đang cực kỳ non trẻ và muối, cực kỳ bé thôi. Đó là lý do vì sao mình phân tích chắc chắn là chi tiêu chiều dài chắc chắn nó phải tăng. Bên cạnh đấy thì phân tích thêm nữa là so sánh đối lập giữa cái việc là cái trữ lượng bit hiện tại đang nằm ở đâu. Thì cái trữ lượng bit nằm ở thời điểm mà bay lên trên 20.000 á, thì bên Trung Quốc là ngày xưa đang nắm bit lớn nhất, thì mấy ông đấy là ông ấy ngứa tay sang bán hết rồi, bên Tây nó lại gom hết, cuối cùng bit này chạy sang bên phía Tây, cuối cùng là bên Trung Quốc người ta phải đi hàng bằng cách là người ta dìm giá. Thì cái quả mà quả giật từ 64 xuống là đó chính là quả dìm giá để mà người ta thâu tóm lại cái thị phần của bit để ảnh hưởng vào thị trường. Thì mình đánh giá theo chiều hướng dài hạn chắc chắn nó phải lên, cho nên là cái chuyện mà nó xuống 29.000 hay 30.000 hay xuống sâu hơn nữa thì việc của mình là làm tất cả mọi thứ bằng cách là thu đưa vốn bên ngoài, càng ngày càng mua, càng ngày càng mua. Khi mình nhìn được cái tầm nhìn dài rồi thì những cái thứ ngắn hạn nhỏ nhặt ở trong cái câu chuyện là biết vừa giảm hay là biết vừa tăng hay là vừa bị chia tài khoản nó không còn tác động vào cảm xúc của mình nữa, bắt đầu mình để kiên nhẫn hơn. Thì con đường các bạn nên đi cũng là nên hướng như vậy, nghĩa là hãy nhìn xa trước, sau đấy lập kế hoạch cho ngắn hạn thì các bạn sẽ không bị run ở trong những vấn đề từ những bên nhỏ nhặt là hôm nay biết đã giảm 10.000 hay là giảm 3.000 hay giảm 5.000 nữa, hay là tài khoản các bạn vừa âm 30% nữa, và các bạn sẽ nhìn thứ dài hơn để nâng cái tầm của bạn xa hơn. Đó là cái chia sẻ của mình về trong vấn đề quản lý cũng như là điều khiển tâm lý. Hãy nhìn xa hơn thì các bạn sẽ cảm thấy đỡ run trong những cái thứ nhỏ nhặt. Thế thôi. Dạ, một cái tips và một cái chia sẻ rất là hay. Có một câu nói trong thị trường crypto đó là trend is your friend. Dịch ra tiếng Việt là kiểu như là xu hướng là một người bạn của bạn. Hay dịch nôm na là cứ đi theo xu hướng thì sẽ ok. Thì không biết là đối với câu nói này thì Zen với anh Thiện có suy nghĩ gì không? Bản thân anh Thiện cũng như là Zen có phải là người thích bắt trend hay không? Ví dụ là bây giờ mình sẽ đầu tư vào những con NFT gaming chẳng hạn, bởi vì ROI của nó khá là cao. Và theo anh thì đâu sẽ là trend tiếp theo trong thị trường crypto này? Ai nói trước? Chắc là anh Thiện ha. Ok. Đầu tiên thì mình phải nói với anh em là cái vấn đề về trend ấy, là một số bạn vẫn chưa đủ cái khả năng để nhận biết trend sớm. Thường các bạn đi cuối trend, các bạn đi cuối trend là sẽ dính ngay cái quả là các bạn sẽ trở thành thanh khoản cho những người mua đầu. Cho nên là chơi về trend ấy, nó cũng là một cái việc mà các bạn cần phải để ý. Trend thì tất nhiên là khi mà các bạn nhìn thấy trend này trend kia thì nó sẽ có một số cái đi rất là lâu dài nha, có một số cái thì nó rất là muộn, kiểu nó muộn mới thể hiện ra, có những cái rất là nhanh thể hiện ra, có những cái chỉ được khoảng tầm 2-3 tuần nó hết trend rồi, có những cái thì nó phải mất nửa năm, 2-3 năm, ví dụ như trend DeFi đến tận bây giờ đã hết đâu.
hay chain NFT từ cái hồi tháng 6 đến tận bây giờ vẫn còn hot, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái chain thì chỉ đơn giản được khoảng tầm vài ba hôm là toang ngay, thì nó không phải là dễ đoán, nhưng mà chúng ta cũng phải follow sát xem là cái con gì đang được bơm tiền, thì các cái dòng nào đang được tăng giá mạnh thì bắt đầu mình sẽ đánh giá đó là trend, sau đấy mình sẽ bu theo thì cũng phải là dựa thêm một cái sự gọi là phân tích logic. Ví dụ như là cái trend, ví dụ trend game đấy ha, trend game NFT thì các bạn thấy, ví dụ từ khi mà con iCat bay thì sau đấy kéo theo các con game khác bay, đúng không nào, thì các bạn phải nhanh tay xem có những con game mà đang ngon, đang hot, chưa tăng giá thì mình mua lẻ đi, chứ cứ chờ người ta share kèo đấy ra khi đấy các bạn hết hot rồi nha, phải mua sớm mua lẹ. Nên cái việc mà các bạn đánh trend á phải nhanh nhạy vừa chịu khó đọc, nên là nó chống chỉ định cho những cái bạn nào thứ nhất là lười đọc, thứ hai là lười nghiên cứu, thứ ba là thích hỏi. Những cái thứ mà các bạn đợi lúc người ta viết cho các bạn xem thì đấy nó hơi muộn rồi, chịu khó đọc đó. Còn cái việc mà trend thì như hiện tại thì trend mình thấy trend game vẫn còn ngon đấy, trend game vẫn còn ngon, thì sau khi nếu mà sau trend game thì khả năng nó vẫn sẽ đẩy lại các cái dạng như là hệ sinh thái của các nền tảng khác đang được bơm vốn về. Mình thấy các dự án ra thông tin, con thì bơm 100 triệu, con thì bơm 150, con 200 ha, thì 100 triệu nó nhiều nhá các bạn, bơm cái thì ít nhất thì nó cũng 3-4. Sau cái trend đấy thì khả năng nó cũng sẽ đẩy về cái trend cộng đồng nữa, thì cái này khá là muộn, chắc là sau này khoảng tầm ít nhất thì cũng phải tầm vài ba tháng nữa mới đẩy cái này. Hiện tại thì các bạn cứ tập trung vào trend game đi, ăn hết trend game đã, cái con nào mới ra mà chưa bay hoặc là mua giá thấp thì ngon. Nhưng mà cái vị thế mua thì các bạn khác với là bạn bên mình khác, cái này phải thẳng thắn với nhau, thừa nhận với nhau, vì bên mình là team, giống như là bên Kairos cũng là quý, thì người ta sẽ đi được cái giá bằng seed, bằng IDO giá thấp. Còn các bạn thì nếu mua được vùng IDO thì quá tốt rồi, còn nếu như các bạn mà không mua được cái giá IDO thì các bạn phải canh được cái vùng giá thấp nhất, thì mình cũng chỉ cho các cái mẹo nó list sàn xong nha, đừng có mua ngay, phải đợi cho những người mà nhận IDO xả một phát đã, các bạn mua cái đoạn này sau đấy nó mới ôm nhịp tiếp, chứ đừng có nhảy vào mua liền ha. Còn nếu mua liền các bạn phải căn được cái giá nó ok, tính được cái vấn đề ở trong cái token matrix cho đàng hoàng, phải bay vào múc liền có cái đuôi đỉnh đấy nha. Đó là chia sẻ của mình. Đó, ok anh em. Đối với mình thì thực ra trend is friend, đó là đúng. Tức là thị trường, trong thị trường crypto thì cái trend nó quan trọng lắm, tại vì bây giờ thị trường nó còn mới quá và cái thanh khoản của thị trường nó còn bé, cho nên là mấy cái thứ gì mà người ta nói là trend á thì người ta hay kiểu nói chung là tác động cái lực buy thị trường nó nhanh chóng đẩy cái giá lên cao lắm, nên là cái gì trend mà mọi người bắt đúng là nó đi rất là, mọi người sẽ đi rất là nhanh. Nhưng có cái là mọi người hay nghĩ đến cái từ trend nó theo kiểu là ngắn hạn á, nhưng mà nếu mà mọi người chỉ quá tập trung vào những cái thứ trong vòng ngắn hạn á thì mọi người quên mất rằng là thị trường crypto còn quá sớm, và tất cả mọi thứ bây giờ còn là một cái điểm mua rất là tốt. Nhiều người nghĩ rằng là như lúc đầu mình có nói trend game, lúc đầu ở đầu livestream á mình có nói là tại sao trong 2 tháng vừa rồi tụi mình đầu tư vào game rất là nhiều, và ngoài ra đầu tư vào game thì bên Kairos còn có thể kiểu incubate một vài cái game trực tiếp mình làm, cũng như là mình build một cái gaming queue giống như của YGG á, là cũng phải đầu tư rất là nhiều tiền để mà làm cái đó. Tại sao mình lại làm trong khi game xu hướng game nó đã diễn ra trong vòng mấy tháng rồi, từ tháng 5 đến giờ là 4 tháng rồi, tại sao nó chưa hết trend mà tại sao mình vẫn đầu tư? Tại vì mình nghĩ rằng là nếu mà mình chỉ focus vào những cái thứ trong vòng ngắn hạn kiểu vài tháng á, thì mình sẽ quên mất đi rằng là so với ngành game truyền thống á, thì cái ngành game blockchain hiện tại nó còn rất là bé, cực kỳ bé luôn. Mà cái game theo mình đánh giá nó là cái cổng giúp cho những cái người mà không biết gì về crypto bước vào thị trường crypto. Nó là cái cổng mà gọi là dễ hiểu nhất cho mọi người, khi mà là cái thứ mà mọi người sẽ có thể học về thị trường crypto, tiếp cận với thị trường crypto thông qua game. Có hai thứ mà mình hay dự mình có chia sẻ trong vài cái số livestream trước á, có hai thứ mà mình đánh giá rất là dễ để mọi người bước vào thị trường crypto. Một là game, hai là thị trường prediction, là cái thị trường BO BO á, cái thị trường BO á, một vài dự án như là cái con gì trên Binance nha, cái con gì list bạn em chỉ có cặp ETH á, con gì về làm về prediction ta, kiểu giống như BO phân quyền á, quên rồi, thì kiểu kiểu vậy. Thì đó là những cái cổng mà những cái người mà ở ngoài thị trường
thị trường crypto, họ không biết gì về cái đó, nhưng mà họ hiểu, họ rất là dễ hiểu cái concept, họ là dễ hiểu cái mô hình nó hoạt động như thế nào, và họ có thể dễ dàng tham gia vào cái thị trường crypto. Mà họ tham gia vào thị trường crypto mà họ không biết họ tham gia vào thị trường crypto, thì đó mới là cái dòng tiền rất là lớn bước vào thị trường. Cho nên là mình nghĩ rằng là vì hai lý do đó, một á, là nó dễ học nè, hai á, là so với cái mảng game truyền thống thì nó còn rất là bé. Cho nên là mình nghĩ là cái mảng game đến bây giờ nó là một cái mảng rất là tiềm năng. Và một tháng trước mình có live với anh Thanh ở trên Coi Sáng TV, thì mình có chuyện lúc đó là Big Axie á, con ADS lúc đó là 45 đô 50 đô, và mình cũng lúc đó mình lại nói rằng là mình nghĩ rằng là Axie vẫn còn undervalue, vẫn còn được định giá thấp, trong khi mọi người lại chỉ nhớ tới cái việc là ngày xưa Axie nó đã từng có những cái giá dưới 1 đô, bây giờ nó đã lên trên 50 đô rồi, nó không còn là một cái entry quá đẹp nữa, nó không còn là một cái điểm mua đẹp cho mọi người nữa. Mọi người, tại vì mọi người bị neo giá ở phía dưới 1 á, cho nên là mọi người nghĩ rằng là bây giờ không mua nữa. Nhưng lúc đó mình nghĩ rằng là Axie còn rất là sớm, và Axie nó còn làm rất là nhiều thứ nữa. Nếu mọi người để ý, nếu mọi người có chơi game á, thì gần đây mọi người thấy Axie ra gì nè, ra staking đúng không? Xong sắp tới á, là cái rolling chain, cái side chain của nó á, sẽ ra token riêng luôn. Trước giờ là mọi người gửi nhận bên đó là miễn phí đúng không? Sắp tới nó sẽ có token RON nè, xong nó có cái DX dành cho Axie nè, DX trên Ronin luôn. Xong nó có cái gì? Nó sẽ tạo ra một cái cổng, hình như có luôn rồi, tạo một cái cổng để những người mà dùng tiền mặt trực tiếp bước vào chơi game, và chơi game xong bán ADS, bán SLV ra tiền mặt luôn. Và nói chung là Axie bây giờ nó mới đây nó có rất là nhiều cái thứ mới, và sắp tới thì họ, mình nghĩ rằng là họ có thể làm thêm game nữa, hoặc là họ có thể có những cái tính năng mới mở rộng cái hệ sinh thái của Axie. Axie họ không gọi là họ là một game. Nếu mọi người để ý cái cách dùng từ của Axie á, họ dùng từ là Axie Nation, tức là nation là gì? Nation là quốc gia đúng không? Họ định vị họ sẽ là một quốc gia, và quốc gia nó sẽ có một nền kinh tế riêng. Và mình tin rằng là sau này cái nền kinh tế Axie, cái thế giới ảo Axie, nó sẽ là một cái thế giới ảo tồn tại song song với thế giới thật, mà đó là một cái thị trường cực kỳ rộng lớn, mà hiện tại bây giờ chúng ta còn quá sớm để nói về cái việc hết trend. Cho nên là đó là cái cách mình đánh giá về trend ha. Trend thì nó, mọi người hay nghĩ focus vào ngắn hạn quá nhiều, mà nhiều khi mọi người quên đi rằng là thị trường crypto, thị trường blockchain nói chung và tất cả mọi thứ của nó đều còn rất sớm. Mình có thể đang ở cuối của một cái trend ngắn, nhưng mà mình đang ở trong một đầu của một cái trend rất là dài. Cho nên là để mà đầu tư mà gọi là tối ưu được lợi nhuận của mình á, thì mọi người cần phải phân tích kỹ, phải biết được là cái đó nó tiềm năng đến đâu đó, và nó cái fundamental nó đến mức nào đó. Thì cái đó thông qua các cái kênh học hỏi từ YouTube của Hòa Minh Thiện và các bài viết của Coi Sáu Tám này kia, thì luôn luôn hỗ trợ cho mọi người.